sườn này, đâm vào sườn này, đâm vào sườn, đâm vào sườn. Đếm rồi, đếm rồi, đếm rồi. Xin chào các khán giả của kênh Sao Thể Thao và xin chào các khán giả hâm mộ võ thuật thể thao trên cả nước. Và chúng ta đang ở Đài Loan, nơi sắp diễn ra trận đấu có sự góp mặt của Lê Công Nghị, một trong hai võ sĩ của đội tuyển Muay Việt Nam, đang thi đấu tại giải châu Á mở rộng. Và ngày hôm qua, đáng tiếc là Nguyễn Thị Thanh Trúc, một trong những võ sĩ cũng rất hay, có sự trở lại sau 7 năm. Và đáng tiếc là Trúc đã để thua võ sĩ của Hồng Kông, một trận đấu mà theo mình vẫn đánh giá là Trúc trên cơ. Và vào ngày hôm nay, ngày 20 tháng 10, Nghị sẽ thi đấu ở trận đấu đầu tiên ở hạng cân 51kg. Đối thủ của Nghị, mọi người đợi chút, mình cũng chưa update. Và theo mình đánh giá thì Lê Công Nghị là một trong những võ sĩ đáng xem của võ thuật Việt Nam trong những năm trở lại đây. Chúng ta cùng chờ chút để xem là đối thủ của Lê Công Nghị là ai. Ở giải đấu lần này thì đội tuyển Muay Việt Nam chỉ đi có 2 thành viên. Ngoài ra thì chúng ta còn một lãnh đội và một trọng tài. Trong lúc trò chuyện với mọi người thì mình cũng sẽ update một vài thông tin để mọi người biết rõ hơn về giải đấu lần này. Đây là giải châu Á mở rộng do Liên đoàn Muay Thế giới tổ chức. Sẽ thi đấu từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10. Lê Công Nghị là võ sĩ mặc đeo găng đỏ. Và đây là đối thủ của Lê Công Nghị, võ sĩ Niam Gere, võ sĩ người Mông Cổ, thi đấu ở hạng cân 51kg, semi-final, có nghĩa là bán kết. Có lẽ hạng cân này cũng chỉ có khoảng 4 đến 5 võ sĩ thôi. Và lá thăm đã đưa cho Lê Công Nghị gặp đối thủ người Mông Cổ. Đây chính là Lê Công Nghị. Lê Công Nghị thì với những ai mà chưa biết thì mình cũng xin giới thiệu nhanh. Lê Công Nghị là một trong những võ sĩ có xuất phát điểm đến với võ thuật theo mình là hơi trễ. Nghị cũng chỉ xuất hiện ở trong làng võ Việt Nam chỉ khoảng 6 năm trở lại đây. Và Lê Công Nghị thì sinh năm 1994, tức là năm nay Lê Công Nghị 30 tuổi. Điều đặc biệt là Lê Công Nghị xuất phát chậm, tuy nhiên thì vì cái đam mê, Nghị đã sang tận Thái Lan để tự học và quen một huấn luyện viên là ông Đề Cha. Ông này thì sau này có sang Việt Nam và đã kéo Nghị trở lại Việt Nam để tập luyện và thi đấu. Và bây giờ thì Nghị đang thi đấu trong màu cờ sắc áo của đội tuyển Muay Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là đội tuyển câu lạc bộ của California, một trong những câu lạc bộ gym có nhiều phòng tập lớn nhất nhì trên cả nước. Còn đây là đối thủ của Lê Công Nghị, võ sĩ người Mông Cổ. Nhìn vào mắt thường chúng ta có thể thấy là đối thủ có vẻ là nhỉnh hơn Lê Công Nghị của chúng ta về chiều cao. Còn người săn sóc cho Lê Công Nghị là Nguyễn Thị Thanh Trúc. Đây là Lê Công Nghị. Chúng ta lát nữa xem, hãy chú ý đến đòn tay và đòn đâm gối của Lê Công Nghị. Chắc chắn là trận đấu này Nghị sẽ tiếp tục phát huy những cái đòn đó. Đấy là những đòn sở trường mà võ sĩ sinh năm 1994 này luôn mang đến tới các võ sĩ. Và những trận đấu của Lê Công Nghị thường rất sôi nổi. Lối đánh của Nghị thường áp đảo và sau đó dồn đối thủ vào các góc. Sau đó thì đòn đấm tay sau của Nghị rất tốt, đòn số 2. Lát nữa nếu có mình sẽ giới thiệu với mọi người. Còn đây là Mông Cổ.
chúng ta cùng cùng chuẩn bị đến với trận đấu lần này. Thì có thể là 4 biên tài, cũng có thể như vậy. Đúng. 所以其实就是从不同角度了。对，他就是要觉得一个建立说，哎，这个是分数，我们接更接近。Dạ, mọi thứ đã sẵn sàng. 公平公正的是。Và trận đấu bắt đầu. 好，这场比赛正式开始。红方是越南的选手，那蓝方则是来自蒙古的选手。 Một đoàn thăm dò của Lê Công Nghệ. Đây là trận đấu hai võ sĩ đều kèo thuận. Nhìn vào mắt thường có thể dễ dàng nhận thấy là võ sĩ của Mông Cổ có đấy tay sao tốt. Mọi người thấy không? Đấy là số 2 chưa? Ơ, cái gì winner này? Ban tổ chức bấm nhầm à? Gì điểm báo à? Ok, chúng ta cùng đến với diễn biến của trận đấu. Và bây giờ thì Lê Công Nghị đang cố gắng đẩy đối thủ vào góc. Không cho đối thủ chạy. Tay sao ui trượt. Mong của chủ hợp chuyển rất là không tốt. Mọi người quan sát, mọi người sẽ thấy là Nghị đang cố gắng đẩy đối thủ về góc sàn. Bốn góc sàn đều là những chỗ mà Lê Công Nghị nhắm đến. Và bất cứ góc nào thì Nghị đều cố gắng dồn và sau đó thì nhắm tay sau vào trúng đích, đó là mặt hoặc là đâm gối vào bụng. Những cái vị trí mà làm cho đối thủ dễ bị xì hơi nhất. Trận đấu tạm dừng. Lại tiếp tục trò với bảo hộ của các võ sĩ. Đây là thể thức thi đấu theo hệ nghiệp dư, cho nên là các võ sĩ vẫn phải đội nón và đeo bọc bảo hộ. Tay sao đấy. Đâm này. Ôm được rồi này, ghi xuống. Ôi giời ơi. Đó, mọi người có thể thấy là Nghị sẽ áp sát. Sau đó rồi thì ôm, siết đối thủ xuống và lên gối. Đây chàng. Không được, ngày càng này. Tốt. Và cùng đợi đến với hiệp đấu thứ hai, chúng ta cùng điểm lại một vài tình huống. Đó, tình huống này là Nghị hơi bị trượt choạc này, nhưng tình huống này tốt hơn này. Nếu như tình huống này sau một đòn đá thì trỏ Nghị đưa theo thì có lẽ là sẽ hay hơn. Còn đây là tình huống mà Nghị ôm siết. Xin nhắc lại là săn sóc cho Nghị thì đang là Nguyễn Thị Thanh Trúc, người vẫn được mệnh danh là nữ hoàng môi Việt. Tuy nhiên thì có một vài chấn thương không đáng có, đâm ra là Trúc đã phải rời xa sàn môi từ năm 2017. Và trận hôm vừa rồi, tức là ngày 19 tháng 10 vừa rồi thì Trúc mới quay trở lại. Lúc đó thì cũng rơi vào khoảng 7 năm còn gì nữa. 7 năm đúng không? Trúc mới quay trở lại môi.
trong 7 năm qua thì Trúc hay thi đấu boxing và thi đấu ở MMA với 2 lần giành và giữ đai Lion Championship. Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu và đầu hiệp 2 thì các đòn tay của Ngụy rất tốt. Nghị dồn được rồi, Nghị dồn được rồi, xanh rồi. Đúng rồi. Trọng tài chưa can thì cứ đánh thôi. Mặc dù là biết là dây văng thì chân mắc ngoài ra ngoài thì bài sẽ cho dừng diễn biến lại. Chúng ta cùng đến với những diễn biến tiếp theo. Tốt, tốt, mà mặt rồi đó. Tay sao tốt rồi đó. Cố lên nhiều. Béo chuẩn là một cái thai chuẩn là phong cờ là đá phỏ. 远距离拳腿一进他就膝跟肘就进去了。 你拳脚进去了之后马上就近身，哦，就是以肉搏战，所以你现在看到他又是抱在一起倒下去。 nãy thì chân phải bây giờ là chân trái này. 但有时候倒下去也许是蒙古的一种战术，因为倒下去可以拖延。 có cửa thắng rồi. Sáu, bảy, tám, chờ nó tiếp tục. Sao đây? Hội ý à? Không nhẽ huấn luyện viên xin thôi. 对，刚刚在读秒的时候， 汤哥， 来， 蒙古选手这边， 慢个来出， 不知道是不是因为没有回应裁判呢？ 对，因为我们有被交代过说， Can you fight？ 所以你要手要举起来， 或者往前走， 如果你没有往前走的话， 那就是表示你没有办法继续 fight。 chúng ta cùng xem lại diễn biến ở những tình huống vừa rồi. 当教练当选手，你也是要了解一下规则。 Nghị có tay tốt lắm, với chân đâm tốt đấy 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 đấy. 因为你不熟悉规则。 đến đây này, tình huống là tình huống đến này. 头部护具了。 哦， 汤哥， 汤哥。 như vậy là trận đấu ở hạng 51 kg của nữ boxing Việt Nam Lê Công Nghị cũng đã chính thức kết thúc. Và như vậy là chúng ta đã có được chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Muay Việt Nam và chiến thắng đầu tay của Lê Công Nghị trước võ sĩ của Mông Cổ. Xin chúc mừng Lê Công Nghị. Xin chúc mừng Lê Công Nghị, chúng ta đã có được một trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai. Đối thủ của Nghị ở trận này thì để mình xem là ai nhỉ. Xin chúc mừng Lê Công Nghị, chúng ta đã có được một trận chung kết. Chúc mừng. Chúng ta cùng xem lại những cái tình huống ở trận đấu thứ ở nguyên trận. Mông Cổ选手现在下场也要先到场边来看一下。刚刚在第二回合一下降，身体好像有点没有那么舒服，那跟第一回合状况是有差距。有差距。Chúc mừng Lê Công Nghệ, một trong những võ sĩ theo mình vẫn là đáng xem nhất. Hy vọng rằng là trong tương lai em sẽ chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Năm ngoái anh Nghị có đánh chuyên nghiệp rồi, thắng Malai, mình vẫn nhớ. Nhưng hôm đấy mình cũng có đi. Chúng ta cùng xem là trận đấu còn lại của hạng cân này, xem ai đấu đã thì mới biết được là trận chung kết Ấn Độ và Phi. Rồi, trận này chắc Phi thắng. Và nếu như mà đúng như mình nói thì Nghị sẽ gặp người thắng ở cặp đấu này, mình đoán là Philippines. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Khi nào có chung kết thì mình sẽ gửi đến với mọi người thông tin sớm nhất về trận đấu chung kết. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo của kênh Sao Thể Thao. Xin chào và hẹn gặp lại.